Các bạn biết đó, có hiện tại khi mà mình ngủ á, mình có ngáy hay không á thì mình cũng không có biết. Bởi vì chỉ có người ngủ kế bên mình á thì họ mới biết thôi. Những người ngáy thì họ không biết, còn những người biết thì họ không ngáy. Chính vì vậy đó là một cái vấn đề rất là đau đầu đối với những người khi mà họ ngủ chung với cha mẹ hoặc là vợ chồng, anh chị em kia vân vân. Các bạn biết đó, những người khi mà tiếng ngáy á nó rất là lớn và hầu như là giống như là người ta ví nó như là cái tiếng bò rống vậy đó. Và những người mà nằm ngủ bên cạnh những cái người ngáy á, thì thật sự ra thì những cái người đó họ không có ngủ được. Vì do là cái tiếng ngáy á nó sẽ gây ra cái cảm giác rất là khó chịu và nó cứ lùng bùng ở trong cái lỗ tai á. Nên là nếu mà bạn ngủ kế người ngáy đi, những người á họ quen, họ ngủ chung với nhau vài chục năm, vài năm trời á thì không nói, còn những người á họ chỉ mới ngủ chung với những người ngáy một khoảng một thời gian ngắn thôi thì họ không thể nào tài nào mà họ có thể ngủ được hoặc là có thể ngủ một giấc tới sáng được. Nếu mà thí dụ mà họ có ngủ đi thì giấc ngủ của những cái người mà nằm kế những người ngáy á cũng rất là chập chờn. Các bạn cứ nghĩ tưởng tượng đi, đang giữa đêm mình đang ngủ ngon lành, tự nhiên thì người nằm kế bên mình họ ngáy rất là to, họ ngáy to như thế này nè đó, thì làm sao mà mình có thể này kia mình ngủ được, đúng không? Và nếu mà mình có ngủ được đi thì cái giấc ngủ của mình nó cũng sẽ không có trọn vẹn nữa, mà mình cứ chập chờn, nói chung rất là khó chịu. Và mình thấy ở trên thị trường á bán rất là nhiều cái loại những cái sản phẩm giúp giảm ngáy với đầy đủ những cái mẫu mã khác nhau, nhưng mà phần chung đó là họ sẽ bịt hai cái lỗ mũi lại, tức là họ sẽ có những cái đồ mà họ bịt cái lỗ mũi lại, mục đích để làm gì? Đó là giúp cho giảm tiếng ngáy. Và đối với đương nhiên là những cái loại các bạn có thể phân biệt được, đó là mình những người ngáy bằng mũi, tức là họ thở bằng mũi thì họ sẽ ngáy bằng mũi, còn những người mà họ thở bằng miệng thì họ sẽ ngáy bằng miệng. Và những cái sản phẩm mà chống ngáy thì nó chỉ có tác dụng từ mức ngáy từ nhẹ cho đến trung bình thôi, còn nếu mà thí dụ mà ngáy nặng quá thì đương nhiên là tiếng ngáy đó nó sẽ phát ra, nhưng mà nó phát ra ở một cái âm lượng nhỏ hơn thôi. Đó thì còn nếu mà ngáy bằng miệng thì thật sự trừ những cái sản phẩm dành cho mũi thì không thể nào mà giảm tiếng ngáy từ miệng nữa. Để có thể phân biệt được cái tiếng ngáy từ mũi và tiếng ngáy từ miệng thì mình cũng có thể giả lập được cái tiếng ngáy đó. Chẳng hạn như khi mà mình ngáy bằng mũi thì nó sẽ như thế này. Đó, còn nếu mà ngáy bằng miệng đi thì cái tiếng ngáy nó sẽ to hơn, nó lớn hơn và cái âm lượng của nó kinh khủng hơn, giống như là tiếng động cơ phản lực vậy đó. Như thế này nè. Đó, thì không phải tự nhiên mà con người ta ngáy.
Bạn ấy bởi vì á là do không khí đi vô và nó bị nghẹt ngay chỗ mà cái phần khí quản, tức là ngay chỗ mà cái phần gần cái phần thực quản của mình á, là không khí nó không thể nào mà nó đi xuống phổi một cách bình thường được, mà cái khí quản của mình á nó bị hẹp lại, và khi mà cái lượng không khí của mình hít vô á thì nó sẽ tạo thành một cái cộng hưởng đối với cái vách ngăn, ngay cái chỗ mà cái tỳ họng của mình á, cái tỳ họng, tức là cái mà hồi năm ngoái khi mà các bạn đi xét nghiệm Covid á, người ta chọt cái que vô á, chọt cái độ sâu nhất là xuống cái tỳ hậu họng của các bạn á, nó giống như là một cái tấm lá chắn, và khi mà cái không khí vô á, thì nó sẽ cộng hưởng và nó sẽ làm rung cái hậu họng đó, nó sẽ phát ra cái tiếng ngáy. Ngoài ra thì còn có một cái nữa, đó là khi mà không khí đi vô thì nó sẽ đụng ngay chỗ mà cái vách ngăn mũi, tức là những bạn mà đi sửa mũi đó, họ sẽ nâng cái vách ngăn đó lên đó, thì cái vách ngăn đó là nó sẽ là một cái sụm rất là nhỏ đó, cái sụm nó mỏng giống như là một cái tờ giấy thôi. Nói chung là nó sẽ dày hơn tờ giấy, mà ý là mình nói là nó cũng mỏng mỏng giống như vậy á, khi mà cái không khí nó đi vô. Và đối với những người bình thường thì cái khí quản của họ, không khí từ mũi đi vô nó sẽ chảy xuống, nó sẽ đi vào trong phổi một cách rất là bình thường mà nó không gặp một bất kỳ cái trở ngại nào hết, thì những người đó là họ sẽ không ngáy, hoặc là họ ngáy một cái tiếng rất là nhỏ thôi. Nếu mà thí dụ mà mình kề tai vô trong sát cái miệng vô trong cái mũi của họ thì mình nghe một cái tiếng nhỏ xíu xíu à, nói chung là không có ảnh hưởng gì hết. Còn đối với những người mà họ ngáy lâu năm, hoặc là họ ngáy vì cái bệnh lý như là bị hẹp cái phần khí quản đó đó, thì cái không khí nó đi vô nó sẽ không thể nào mà nó đi xuống phổi một cách bình thường được, mà nó sẽ bị nghẽn lại và nó làm rung cái hầu họng của mình, và đồng thời thì nó sẽ làm rung cái phần mũi của mình, chính vì vậy mà mình phát ra tiếng ngáy. Thì đây là cái sản phẩm mình mới vừa mua thôi, và mình đọc những cái bình luận ở trên Amazon, hoặc là những cái bình luận ở phía bên những cái trang thương mại điện tử ở nước ngoài đó, thì họ đánh giá là cái này nó cũng rất là hiệu quả. Thì đương nhiên là những cái sản phẩm hỗ trợ chống ngáy này nó chỉ hiệu quả đối với là mức độ ngáy từ nhẹ cho đến trung bình thôi. Còn nếu mà mức độ các bạn ngáy to quá thì đương có thể là nó sẽ giảm cái cường độ ngáy xuống thôi, chứ không thể nào mà hết được. Đó thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Thì cái sản phẩm của mình nó sẽ được đựng ở trong một cái hộp nhỏ, rất là nhỏ như thế này. Cái hộp nhỏ như thế này thì mục đích là để bảo quản cái dụng cụ của mình ở phía bên trong, bởi vì cái dụng cụ này nó rất là nhỏ và nó rất là dễ thất lạc đó. Và họ tuy là cái hộp này á, nhìn nó giống như là cái hộp phấn của những bạn nữ đánh phấn ngày xưa vậy đó, còn bây giờ mình không biết cái hộp phấn đó như thế nào, bởi vì mình đâu có xài những cái phấn đó đâu. Họ sẽ làm ba cái vách ngăn lên như thế này. Ba cái vách ngăn như thế này thì mục đích là giữ cố định cái sản phẩm và cái dụng cụ của mình ở đây. Đó thì sẽ giữ nó không có bị sọc sệt. Nó sẽ không có bị sọc sệt. Đó chẳng hạn như vậy đi. Nếu mà mình lắc 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 này kia nó vẫn ở nguyên cái vị trí, nó không có bị chạy lên chạy xuống. Đó thì mục đích của cái những cái miếng chặn này thì nó có mục đích là nó giữ nguyên cái vị trí thôi. Cái hộp này là cái hộp bằng nhựa trong, cái hộp bằng nhựa trong, và mình đậy lại đó. Mở ra cũng rất là dễ thôi, các bạn thấy ở đây nè, nó có cái khóe thì mình sẽ mở cái khóe đó lên đó, mình mở cái khóe đó lên như vậy thôi, và mình đóng lại mở lên. Đây là cái sản phẩm chính của mình đó. Cái sản phẩm chính này nó rất là nhỏ gọn, hầu như là nó gọn nhẹ nhất trên thị trường luôn đó, nó gọn nhẹ nhất trên thị trường luôn, và nó thiết kế theo cái dạng mà hình chữ vòng, giống như là cái hình chữ C vậy đó. Và phía hai bên đầu của chữ C thì nó sẽ có hai cái miếng 500. Cái này là hai
hai cái miếng 500 nha, chứ không phải là hai cái cục sắt như là nó hít vô nè. Đó, nó hít. Đó, nó hít vô nhau á. Hai cái miếng 500. Và hai cái phần này là hai cái phần cố định, hai cái miếng nhỏ nhô lên nè sẽ là hai cái phần cố định của cái vòng chống ngáy này. Để mà đeo á thì cũng rất là đơn giản thôi. Giả dụ như cái phần này là cái phần vách ngăn, vách ngăn tức là cái phần ngăn giữa hai cái lỗ mũi của mình đó, thì các bạn đeo thì các bạn chỉ cần là xỏ vào trong cái phần vách ngăn của mũi thôi. Đó, thì cách đeo nó sẽ như thế này, mình chỉ cần gắn vào trong cái mũi của mình thôi. Ấy là cái phần này là cái phần vách ngăn mũi đó, thì mình chỉ việc là mình đeo cái vòng này vô thôi. Và các bạn nghĩ rằng thí dụ mà tôi đeo cái này rồi tôi hít luôn cái cục 500 bô trong phổi luôn thì sao? Đó là cái câu hỏi mà mình cũng đã từng suy nghĩ khi mà mình mua cái sản phẩm này rồi. Nhưng mà thật sự ra thì các bạn không nên lo, bởi vì là do phần đây, do là phần cái đầu này nè, nó sẽ làm nhỏ hơn so với cái viên 500 ở trong. Tức là viên 500 nó sẽ làm theo cái dạng mà nó nhọn nhọn đó, một phần đầu bé với một phần đầu lớn. Thì cái vòng cao su này, cái vòng silicon này á, nó sẽ ôm chặt vào cái đầu nhỏ, còn cái phần đầu lớn tức là cái phần ở trong nó đã bị giữ chặt rồi, trừ khi mà các bạn nuốt luôn cái vòng này, chứ không thể nào mà cái cục 500 mà nó rớt ra được. Và nó sơ qua về cái vòng này nó được làm bằng silicon chứ không phải là bằng nhựa, cũng không phải là bằng cao su, và hầu như là nó không hề có một cái mùi gì hết. Đương nhiên là cái sản phẩm mới khi mà các bạn mua về thì theo nhà sản xuất đó, họ nói là mình nên rửa qua với lại nước sôi. Tức là mình rửa qua nước sôi làm cái gì? Mục đích là làm cho cái thời gian sử dụng của cái này lâu hơn, tức là cho cái độ giãn nở của cái này đó nó sẽ linh hoạt hơn. Nó sẽ không có bị giòn và không có bị gãy trong cái thời gian mà mình sử dụng. Và đương nhiên là cái này nó sẽ sử dụng một cái thời gian rất là lâu, bởi vì đây là cái sản phẩm nó là bằng silicon, mà silicon thì nó sẽ chịu được nhờn cũng như là chất dầu từ trong cái đầu mũi của mình hoặc là mồ hôi của mình, nó không có ảnh hưởng quá nhiều đến silicon. Do đó nên là một cái sản phẩm như thế này chỉ có mấy chục ngàn thôi, mà các bạn có thể sử dụng được chắc cũng vài tháng đến vài năm gì đó. Nói chung là tùy, trừ khi mà các bạn làm mất thì thôi. Và cái này nó cũng rất là dễ mất nha, bởi vì nó rất là nhỏ nữa. Đó, nó rất là nhỏ nên là nó cũng rất là dễ mất. Đó, khi mà mình đeo vô thì các bạn có thể đeo một tay cũng được, hoặc là các bạn có thể đeo hai tay cũng được. Thì như là mình nói, mình ví dụ cái này là như là cái đầu mũi của mình đi, cái vách ngăn mũi của mình, thì mình chỉ việc mình đeo nó vô thôi. Đó, thì mình chỉ việc mình đeo nó vô thôi thì nó sẽ giữ chặt ở trong cái phần mũi của mình. Bây giờ thì mình sẽ đeo vô, đương nhiên là mình sẽ không có quay, bởi vì mặt của mình đang có vết thương á, nên là mình sẽ không có quay mà mình chỉ mô phỏng cho các bạn thôi. Đó, thì mình sẽ đeo vô và mình sẽ nói cho các bạn cảm giác khi mà mình đeo vô như thế nào nhé. Cái phần đeo vô, khi mà mình đeo vô thì mà khoan, quên nói nữa. Cái này nó làm bằng silicon, do đó nên là các bạn yên tâm là nó sẽ không có ảnh hưởng đến sức khỏe, và nó không có ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình về lâu dài hoặc là về ngắn hạn. Bởi vì cái silicon thì nó không có độc hại như là cái cao su hoặc là như là nhựa, nên là các bạn yên tâm về cái khoản đó. Đó, nó rất là gọn nhẹ. Bây giờ thì và cái này mình sẽ sử dụng rất là lâu luôn, rất là bền. Mình sẽ đeo vô. Khi mà các bạn đeo sát vào trong cái phần vách ngăn của mình á, thì các bạn có thể cảm nhận được là một cái lực nhẹ nó tì lên trên cái phần vách ngăn mũi của mình. Và bởi vì mình nói là cái vách ngăn mũi là một cái miếng sụm, giữa cái vách ngăn mũi ở phía bên trong mũi của mình á là một cái miếng sụm nó cũng khá là mỏng, nên là với cái lực hút của cái 500 này, nó có thể là ôm chặt lấy nhau, tức là hai miếng 500 á nó có thể hít vào nhau luôn, và nó sẽ tì lên trên cái mũi của mình trong cái vách ngăn ở phía bên trong á.
khi mà các bạn đeo thì có thể đeo lần đầu hai lần đầu thì nó có cảm giác là hơi khó chịu. Nó hơi khó chịu ở đây tức là giống như là nó hơi dướng dướng cái mũi thôi, chứ thật sự ra thì đeo cái này nó không có một cái cảm giác đau nhất hoặc là bất kỳ cái cảm giác nào hết á, mà nó chỉ giống như là nó có một cái lực nó hơi vướng vướng, nó hơi cộm cộm cái mũi của mình thôi. Nhưng mà thật sự ra thì nếu mà các bạn đeo từ ngày thứ hai trở đi, nó sẽ không có ảnh hưởng gì đến cái giấc ngủ của mình, nó cũng không có gây khó chịu như là những cái sản phẩm gắn mũi kia. Những cái sản phẩm gắn mũi kia thì mình thấy là nó đeo nó thọt vô trong hết cái lỗ mũi luôn, tức là cái vòng đeo nó rất là bự, nó tức là nó có hai cái nút nó thọt vô trong cái lỗ mũi của mình luôn, thì như vậy nó rất là cồng kềnh và nó rất là khó chịu. Còn cái này á, mình đeo mình không có cảm giác khó chịu, chỉ là nó hơi cộm cộm thôi. Và mình thấy là giữa cái vách ngăn mũi của mình á, nó có một cái lực nó tì đè lên, do là cái lực ép giữa hai cái 500 đó, nó tì đè lên một chút xíu thôi ạ. Và để có thể mà nói được cái sản phẩm này nó hoạt động là vì sao, thì mình có thể giải thích bằng cái cảm nhận và cái nhận xét của mình như thế này. Thế bạn biết như lúc nãy là mình nói đó, khi mà cái không khí nó không thể nào mà nó đi qua cái phần khí quản của các bạn một cách dễ dàng và đi xuống phổi, thì cái lượng khí nó sẽ ứ động, tức là mình hít vô thì mình vẫn hít, nhưng mà cái phần khí nó sẽ ứ động ngay chỗ mà bên trong cái khoang mũi của mình, và nó sẽ làm trung cái vách ngăn, tức là như thế này, tức là khi mà mình tháo ra đó, khi mà mình tháo ra thì nó sẽ, khi mà các bạn ngáy bằng mũi á, nó sẽ như thế này. Thì đương nhiên là ngáy là có hai loại, ngáy bằng mũi và lại ngáy bằng miệng. Ngáy bằng miệng thì cái sản phẩm này hầu như là nó không có tác dụng. Còn nếu mà mình ngáy bằng mũi á, nếu mà những người mà họ ngủ á, họ ngáy bằng miệng á, thì nó không có tác dụng đâu. Ở này nó chỉ có tác dụng đối với ngáy bằng mũi thôi. Thì ngáy bằng mũi nó tức là như thế này, nó sẽ khi mà cái không khí á, nó sẽ làm rung cái vách ngăn mũi của mình lên. Và nếu mà các bạn không tin thì các bạn có thể rờ ngay chỗ cái vách ngăn mũi á, các bạn sẽ thấy nó rung lên rất là rõ rệt luôn. Nó sẽ như thế này nè. Đó, nghe không? Đó là mình làm. Không biết các bạn có thể làm được hay không, nhưng mà cũng rất là dễ. Tại vì mình có thể làm cho mình ngáy lúc mà mình chưa ngủ được. Khi mà tiếng ngáy bằng mũi nó sẽ như thế này. Đó, còn nếu mà ngáy bằng miệng nó sẽ lớn hơn gấp khoảng từ 3 cho đến 5 lần. Nó sẽ như thế này. Thì á, ngáy bằng mũi á thì nó sẽ làm rung cái phần cái vách mũi của mình, nó tạo ra tiếng ngáy. Còn ngáy bằng miệng á, nó sẽ làm rung cái phần hầu họng của mình. Cái phần hầu họng là cái phần ở trên cái nóc giọng của mình á, tức là cái phần mà mình đi test Covid đó, họ chọt cái cây vô trong cái phần sâu nhất trong cái mũi của mình á, là ngay chỗ đó. Nó giống như là một một cái tấm lá, thì nó sẽ rung động, nó sẽ cộng hưởng và nó rung động. Còn nếu mà ngáy bằng mũi, ngáy bằng miệng đó, thì khi mà mình đeo vô thì nó có hoạt động hay là không. Thật sự ra thì khi mà mình đeo vô nè đó, mặc dù là mình hít thở rất là mạnh luôn thì nó không có phát ra tiếng. Bởi vì sao? Bởi vì như là cái cách giải thích của mình, đương nhiên là có thể cái cách giải thích của mình nó không có được khoa học và hầu như là cũng không biết chính xác hay không, nhưng mà nói chung là cái trải nghiệm của mình thôi. Nhưng mà mình thấy thì nó cũng hợp lý nên là mình mới giải thích cho các bạn nghe. Tức là khi mà mình đeo vô mình đeo vô giả dụ như cái này là cái vách ngăn mũi của mình đi ha. Khi mà mình đeo vô thì nó sẽ ôm cái vách ngăn mũi của mình lại. Nó giống như là một cái cọc, và giống như là một cái để gia cố cái phần vách ngăn mũi của mình vậy đó. Tức là khi mà mình ngáy đi, thì khi mà mình hít thở vô mình ngáy đó, thì cái phần vách ngăn mũi của mình đó, nó sẽ bị rung động và nó sẽ rung rung, rung, rung như thế này nè. Đó, tức là nó sẽ rung, rung rung như thế này. Cái độ rung đương nhiên là nó sẽ nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà các bạn rờ thì các bạn sẽ thấy nó sẽ
có một cái độ rung động nhất định. Còn khi mà mình đeo cái vách ngăn này vô, thì nó sẽ có hai cái tác dụng. Cái tác dụng thứ nhất á, thì nó sẽ điều hướng về cái luồng không khí của mình, cái luồng không khí thở của mình. Tức là khi mà mình không có đeo đi thì cái luồng không khí á, nó sẽ tràn vô trong hai cái phần cái lỗ mũi của mình như thế này. Và nếu mà khi mà mình đeo vô thì nó sẽ tản cái luồng không khí ra, tức là cái luồng không khí á, nó sẽ bị chắn bớt bởi hai cái này. Nó sẽ giúp cho cái luồng khí á, nó đi vô một cách là không có quá nhanh, mà nó sẽ đi vô từ từ thôi, tức là cái luồng khí nhỏ nó sẽ vô đều hơn so với việc hạn chế về nó sẽ làm rung cái vách ngăn này. Với lại một phần nữa đó là đó, như là mình nói nè, cái này là 500 thì nếu mà thí dụ mà không phải 500 thì nó đã rớt rồi, còn cái này nó không có rớt. Do là cái 500, cái lực hút của cái 500 mình này á, nó cũng khá là mạnh đó. Nên là nó sẽ giữ cố định cái phần vách ngăn của mình. Tức là nó sẽ gia cố thêm cái phần vách ngăn của mình, và nếu mà thí dụ mà muốn rung đi cũng khó nữa, khó hơn so với ban đầu. Đó thì nó sẽ giữ nó sẽ như là hai cái điểm để nó giữ cái phần vách ngăn của mình lại. Nó sẽ hạn chế cái phần vách ngăn của mình rung. Thì đương nhiên là mình nói là bất kỳ cái sản phẩm nào cũng vậy thì nó cũng sẽ hiệu quả ở cái mức độ nào đó thôi. Thì cái này á, người ta nói là nó sẽ hiệu quả ở cái mức độ nhẹ với lại trung bình. Còn nếu mà bạn ngáy mạnh quá, bạn ngáy nhiều quá đó, thì nó sẽ làm giảm cái cường độ thôi, chứ nó không thể nào mà chấm dứt được tiếng ngáy của mình. Nhưng mà mình đọc comment ở trên Amazon này kia đó, đa phần họ nói là nó có tác dụng và nó rất là nhỏ gọn và nó rất là dễ chịu để mình có thể là mình đeo mỗi ngày, mình đeo trong giấc ngủ của mình, và nó hầu như là nó sẽ không có ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình quá nhiều. Bởi vì cái này nó rất là nhẹ và nó rất là gọn luôn. Đó, khi mà mình đeo vô thì chỉ cảm nhận được một cái lực tì nhẹ ngay chỗ mà cái phần vách ngăn mũi của mình ở phía bên trong thôi. Tức là nó sẽ tì nhẹ 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 lên, hầu như là không có một cái cảm giác khó chịu nào hết á. Không, không có một cái cảm giác khó chịu nào hết. Và khi mà mình đeo vô á, thì giống như là mình lúc nãy là mình ngáy bằng mũi đi. Thí dụ mà mình ngáy bằng miệng mình vẫn ngáy được nha, mình vẫn ngáy đó, mình vẫn ngáy được bình thường, nhưng mà khi mà mình ngáy bằng mũi đó thì nó sẽ đó, bạn thấy không? Mặc dù là mình hít rất là mạnh, mình khẳng định luôn là mình đang đeo chứ không phải là mình không đeo, mình không phải mà mình bỏ dưới đất này kia hay gì đó, mà mình đang đeo luôn. Đó, khi mà mình ngáy bằng miệng nè, bởi vì nó chỉ có tác dụng đối với là nó ngăn cái phần ngáy của mình ở, nó ngăn cái phần cái vách mũi của mình nó bị rung thôi. Chứ còn cái phần khi mà mình ngáy bằng miệng thì nó không có tác dụng. Đó. Đó, đâu thể nào ngáy được đâu, đúng không? Đó, hầu như là không thể nào ngáy được. Còn khi mà mình tháo ra đó là cái vách mũi của mình nó sẽ bị rung liền. Thì đó là cái cách mà cái dụng cụ này nó hoạt động như thế nào. Và cái này á, các bạn nhớ là khi mà các bạn mua thì các bạn không nên là, nếu mà nhà mình có con nít á thì mình phải cất cái này kỹ. Bởi vì sao? Bởi vì tuy là nếu mà con nít đi nó nuốt cái này, đương nhiên là sẽ không thể nào mà làm tắt được cái đường thở của nó, nhưng mà sẽ rất là nguy hiểm, bởi vì nó có thể làm gây tắc ruột, hoặc là nó làm những cái về tiêu hóa này kia của bé đó cũng rất là nguy hiểm, bởi vì nó rất là nhỏ gọn mà. Nhiều kia mấy bé này kia nó nhỏ xíu một xíu, nó biết con khỉ gì đâu, nó cầm này kia nó nuốt vô thì sẽ nguy hiểm. Và cái này nó nhỏ xíu nên là nó dễ thất lạc nữa. Nên là khi mà các bạn sử dụng cái này thì để tránh xa ra những cái nơi mà mấy đứa bé đó nó không thể nào mà nó với tay tới đó, hoặc là bạn có thể cất ở một nơi nào đó cao hơn. Và nhớ là để nó ở trong cái hộp như thế này. Khi mà các bạn sử dụng xong thì mình chỉ việc là mình rửa với xà bông hoặc là mình rửa với nước muối, nói chung là mình muốn rửa kiểu gì mình rửa. Bởi vì cái sản phẩm này á, nó có thể sử dụng được rất là nhiều lần luôn, hầu như là các bạn không cần phải thay, có
cái lý gì đâu mà mình phải thay mỗi ngày, bởi vì chỉ có một mình sử dụng thôi à. Mà nếu mà mình sử dụng chung với người khác đi, cũng không có khả năng lây những cái bệnh nguy hiểm như là viêm gan, HIV, sùi màu gà, lậu này kia. Miễn sao là các bạn rửa xà bông, cái này là được. Đó. Mà đương nhiên thì cái này đâu phải mắc đâu phải vài trăm ngàn cái triệu đâu, mà nó chỉ có là 40-50 ngàn gì một cái gì thôi, 30-40 ngàn, 40-50 ngàn gì đó đó, nên là rất là rẻ, mỗi người nên mua một cái nếu mà các bạn có thể sử dụng. Và đương nhiên thì nếu mà các bạn sử dụng đi, mình ngủ một mình thì không thể nào là biết nó có hiệu quả, nó có tác dụng hoặc là không. Thì nếu mà các bạn ngủ chung với vợ chồng người yêu hoặc là ba mẹ gì của mình đó, thì các bạn có thể mua để cho cái người ấy họ sử dụng, và các bạn sẽ tự đánh giá rằng cái sản phẩm này nó có hiệu quả hay không. Riêng đối với bản thân mình á, thì cái sản phẩm này nó rất là hiệu quả, nhưng mà đối với cái phần là khi mà mình ngáy bằng mũi thôi, chứ không phải là mình ngáy bằng miệng. Nếu mà mình ngáy bằng miệng thì cái sản phẩm này hầu như là nó không có tác động gì quá nhiều. Đó, thì hy vọng rằng cái video của mình làm tuy là nó hơi dài, nhưng mà mình muốn giải thích cặn kẽ về cái nguyên lý hoạt động của cái của cái chống ngáy này. Tuy là có thể là nó không có đúng 100%, nhưng mà theo cái cách lý giải của mình đó, thì mình cũng đã thử nghiệm rồi, và hầu như là nó cũng đúng với những gì mà mình lý giải. Thì mình hy vọng rằng cái video này nó sẽ có ích cho các bạn, và các bạn sẽ có thêm một cái phần lựa chọn nữa cho giấc ngủ của mình một cách trọn vẹn hơn, nhất là khi mà các bạn ngủ cùng với những người mà họ bị ngáy khi ngủ đó. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, và hy vọng rằng các bạn thích video này. Và nếu mà các bạn thấy thích thì nhớ bấm like và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.